Thưa quý vị và các bạn, 28.000 xe ô tô bị lỗi khi bơm nhiên liệu, đó là số xe mà Honda Việt Nam vừa ra thông báo triệu hồi. Điều này khiến cho người tiêu dùng không khỏi lo lắng khi mà trước đó, xe ô tô Honda cũng đã gặp lỗi và phải thu hồi ở một số thị trường trong khu vực Đông Nam Á như là Malaysia hay Indonesia. Cụ thể gần 28.000 xe Honda triệu hồi bao gồm cả xe lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Đây là đợt triệu hồi đầu tiên liên quan đến xe Honda City sản xuất tại nhà máy Honda Việt Nam ở Vĩnh Phúc và cũng là đợt triệu hồi thứ hai liên quan đến xe Honda nhập khẩu gồm các mẫu Honda Accord, Ra và HR-V sản xuất tại Thái Lan. Nguyên nhân triệu hồi ban đầu được xác định là do hệ thống bơm xăng gặp trục trặc của các dòng xe này.